Yo, yo, yo. Hello nha, chào người nha. Chào mừng quay trở lại với channel của mình là Tập Từ Đường Phố đây giống người nha. Xin chào các anh em một game kho báu huyền thoại nha. Lại mình đây Tập Từ Đường Phố đây giống các bạn ạ. Ok, quay lại clip này trước khi bắt đầu video thì chúng anh em xem video vui vẻ đừng quên like và share. Mình thấy đăng ký kênh nha, đăng ký có phải mình chụp người rất nhiều. Ok, thoáng cái một tuần đã trôi qua rồi anh em. Hôm nay thì là tối thứ bảy rồi đúng không? Đó, thì như là đã hứa thì thứ bảy và chủ nhật mình sẽ có cái video tổng hợp code cho anh em. Tình hình thì ở bên bản Việt thì chắc mình không cần phải nói lại. Anh em là chưa xem thì có thể vào xem lại video tối hôm qua. Thì hôm qua ở bên bản Việt nó vừa update code mới, anh em nhận ngay hai tứ hoàng, đó là dâu trắng và dâu đen. Đó là dành cho bác nào quan tâm đến bản Việt nhá. Và chưa nhận thì có thể qua lại xem lại video cũ của mình để nhận ạ, video tối hôm qua đó. Ok, còn đâu bên bản Anh thì hôm nay thì có thêm một code mới. Và đợt này thì tuần này nó ra đến tận 8-9 cái code lận. Thì mình cũng đang bảo mình cũng đang rảnh, thế là cuối tuần này cũng đang rảnh các bạn. Cơ bản là các bạn là người rảnh nhất chứ không phải là mình. Anh em có thời gian để xem video nên là mình cũng sẽ làm cái video tổng hợp code luôn. Cho những bạn nào cả tuần đang bận rộn chưa có thời gian xem lại xem video của mình thì bây giờ có thể xem cái tổng kết này để đỡ mất công ạ. Ok, để xem là bây giờ chúng ta có bao nhiêu code và các code có những gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua về cái code mới đấy anh em. Đây thì bên game nó vừa mới update một cái code mới anh em. Đây này, chính là nó. Tầm này không biết là các bạn nhận chưa, bác nào chưa nhận được thì tranh thủ nhập này. D38C6862AB A4 chứ, A4B2 đó. Với code này thì anh em nhận được 200k kim cương, 200k vàng, 200 kim cương, hai phiếu quay anh em nhé. Đó. Ok, đấy, đây là code mới. Còn đâu các bộ code cũ thì giờ mình sẽ đi test thử anh em. Cái bộ code về mảnh mẹ Big Mom mình như là hết hạn rồi thì phải các bạn. Mình chưa thử nhưng mà mình nghĩ là nó đã hết hạn rồi. Đấy, không phải nói bảo mình chưa nhập mà bảo nó hết hạn, nhưng mình thấy như nó hết hạn rồi các bạn. Nên là mình chỉ nhập thử đây là 2, 4, 5, 6 code mới gần đây nhất các bạn nhá. Còn đâu các mảnh code về mình mẹ Big Mom ấy thì anh em lại xem lại các video trong tuần của mình. Ok, giờ thì mình sẽ đổi qua server khác để nhập anh em. Bởi vì server này mình nhập các code ấy rồi, giờ nhập không được nữa. Mình sẽ chuyển qua server khác nhập thử xem sao. Ok, giờ chúng ta đi test code anh em nhá. Để xem hiện giờ bao nhiêu code dùng được ạ. Cái code mới thì mình không sẽ không nhập, mình còn thử code cũ trước nhá. Đây là cái code cũ nhất anh em. Những code này từ đầu tuần luôn các bạn. Rồi, hết hạn luôn rồi anh em. Một cái đầu từ đầu tuần luôn này. Cái này thì như đầu tuần hay cách đây như mấy ba hôm hay bốn hôm thôi. Không phải nói nhá, nhưng mình phải công nhận bên bản Anh ấy, code mình không chê, nhưng mà thời gian của code ấy rất là nhanh ạ các bạn. Có cái chỉ như một ngày một ạ. Anh em nào không nhập là hết hạn luôn á. Đây anh em, còn một cái này. Cái thứ hai, rồi. Cái thứ ba. Vậy là bộ 4 code năm mới vừa mới ra mắt cách đây 2 hôm là hắn còn sử dụng được anh em. Đó. Đến ngày hôm nay hắn sử dụng được này, anh em nào cuối tuần mà chưa nhập thì tranh thủ nhanh tay mà nhập nhá. Mấy code mới đây nữa này. Là 5 cái, hiện giờ còn 5 cái thôi anh em. Đó là bên bản Anh nhá. Đó, dành cho anh em là quan tâm. Đấy, bên anh bản Anh hiện giờ chúng ta thì cũng chỉ còn 5 code thôi đấy. Đấy, bác nào chưa nhập thì tranh thủ mà nhập đi. Không đến khi này kêu là có code sao không share cho anh em, share toàn code hết hạn. Đó, mình nhắc lại lần nữa nhá. Bên bản Việt á mình không nói, mình không biết, nhưng mà bên bản Anh á cốt nhanh hết hạn cực kỳ luôn anh em, nên các bạn phải thông cảm cho mình điều này. Ví dụ như là hôm nay mà các bạn nhập không được thì chỉ có một khả năng thôi, đó là cốt đã hết hạn các bạn. Đấy, nên là anh em đấy chậm tay rồi. Thế là anh em nào nhanh tay thì cứ nhanh tay vào nhận giúp mình cái, chứ không để đến khi cốt hết hạn rồi lại quay sang anh em lại nói nhau nhiều khi không vui ạ. Nhiều bạn cứ vào bảo anh ơi sao cốt này không nhập được vậy? Đấy, anh ơi sao em không nhập được cốt này? Thì nó hết hạn rồi sao mà nhập các bạn? Nó hết hạn thì đến mình cũng chịu thôi anh em, mình không biết cách nào luôn. Đó. Ok, ăn được quà nào. Ăn được mấy cái mốc quà xem có gì còn không. Tiêu phí à, X10 anh em. À xem mới ước X10 nhận được cái này. Đây tiêu phí đây anh em, tiêu phí đây. À cũng được của nó anh em. Đấy, cũng được của nó. Trong bên này tiêu phí rẻ nhờ. Tính ra bên này tiêu phí so với bản Việt thì bên này rẻ gấp bội lần các bạn. Bên bản Việt đắt kinh luôn. 8k mới ăn được 2 mốc, mà trong khi bên bản này mộng 5k thôi anh em đã được 3 mốc sắp mặt ra rồi. Đây mở tướng này. Ôi giờ qua xem mới anh em cũng ngon này nhỉ chứ. Thích này ấy, thích này yếc thì chơi này, tha hồ. Giờ thì làm tí nhân phẩm với bàn quay anh em. Xem nào, thằng này có ra được nhiều vàng, nhiều biết không? Biết đâu ra một đống vàng nữa các bạn. Đấy, quẩy tưng bừng, 500 kim cương. Đây, 1k kim cương nữa các bạn. Đấy, tí là, uầy 2k kim cương các bạn, ngon lành rồi. 3k, uầy ngon nhờ. 4k kim cương anh em, đỉnh thật sự. Uầy, hốt nhẹ 4k kim cương nữa rồi anh em. Căng đét ạ. Uầy, thêm ít kim cương nữa nào.
Kim cương hoặc vàng cũng được. Vàng vàng đây. Đấy, 10 mét vàng anh em. Ui, tính ra ngon nhờ. Lại kim cương nữa này. Ui, thề ngon thật sự luôn các bạn. Ui, đấy, có cái phiếu rút này. Bây giờ anh em qua sờ mới quay thoải mái này. Đấy, hôm nay còn nhé các bạn nhé. Ngày mai mình làm, ngày mai, tối mai mình sẽ tổng kết cả anh cả Việt cho các bạn một lần nữa. Không biết khi nhiều anh em lại kêu ạ. Đấy, mình xem là còn dụng. Ui, từ từ. Thế này qua sờ mới sốc phát ăn hết 10k kim cương thôi anh em. Giờ 3k6 rồi. Chúng ta thiếu 6k4 nữa thôi là các bạn sẽ được mốc 10k kim cương ở xe mới luôn ạ. Ui, ngon thật sự các bạn. Dù rằng mình mới chơi nên mình cũng chưa biết là nên tiêu cái gì cho hợp lý, nhưng thôi kệ anh em, mình cứ đi pha cái 10 đi các bạn. Do là mình mới chơi nên mình cũng chưa biết là ở bên server mới chúng ta nên tiêu vào cái gì cho hợp lý. Quầy này đi rút chay các bạn, này đi rút chay phí nhờ. Giờ để thì ngon rồi. Phí ghê, nghĩ lại mình thấy phí ghê các bạn. Nhưng mà thôi anh em, lúc nãy là chúng ta chỉ cần tiêu vào 6k6 à. Mình nãy có 7k4. Một lần nữa anh em, một lần này nữa đủ. Lần này nữa đủ này. Lần này đủ ăn 10k chưa? Xem nào, đủ ăn mốc 10k chưa? Đấy, nhận được Lamy luôn anh em. Ngon đấy nhờ, toàn sự kiện ngon thôi. 9k8 à. Rồi, 10k anh em. Rồi, ngon, hốt quà 10k luôn. Đấy, hốt dương quà 10k luôn anh em. Đấy, giờ hốt dương quà 10k nhá. Cái thứ ngon ở đây các bạn không biết đâu. Cái thứ mà mình đang nói ngon ở đây á, chính là đây này các bạn này. Đây, tùy các bạn lấy thôi, anh em thấy thế nào, cháu nào thì lấy. Mình triệu hồi gen T4 luôn anh em. Đấy, Luffy gen T4 ngay ở sale mới luôn các bạn. Không cần phải đo suy nghĩ gì hết. Đỉnh chưa? Uầy, đỉnh quá đi chứ. Đây nữa. Ở đây thì các bạn có thể để Aokichi, Sanji, Hắc Cước các kiểu anh em. Nhưng mình thấy Sanji mình chưa chơi Sanji nó thôi anh em, mình sẽ lấy Kuran, đây gọi là Kuran anh em nhá. Bên này gọi là Kuran chứ không gọi đấy, Kuran này. Ô, nhiều dương đấy nhờ. Lấy thêm Sanji đi anh em. Nhiều bạn chơi đến lau nhưng mình không đến lau anh em, mình sẽ lấy thử Sanji để chơi, mình chưa chơi thử Sanji anh em. Đây đây đang còn nữa này. Ui. Thề qua xe mới là phát tiêu hết 10k kim cương thì thôi anh em, độ nhân phẩm nó đâu nữa. Đây thì lấy cháu này. Đấy, lấy thằng mặt hề anh em, thằng mặt hề này có vẻ mạnh này. Ui, đội hình luôn rồi. Vừa qua phát làm ngay quả đội hình đỉnh cao đâu nữa. Không những đỉnh cao gọi là chất lượng xịn sò luôn các bạn, nguyên một tem đội luôn. Đấy hề luôn anh em, úp phải úp mạnh cho nó luôn. Vàng này. Ok. Ui, anh em thấy không? Quan xem vào mới anh em, Chopper là Chopper không nói các bạn nhá. Chopper thì không nói rồi. Kuran là 1 này. Đây, hề là 2 này. Hề này đây. Đấy. Trời ơi, Gen T4 Luffy anh em. Ui, phê thật sự các bạn, mình thích Gen T4 cực kỳ luôn nhá. Đây cũng có thể là phiên bản update mạnh nhất hiện giờ của Luffy. Rồi, Sanji, đây là Pin đi, Peter Sinen à. Lucy Sanji anh em, Sanji hack cước chân đen đấy. Quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Hốt quà đấy anh em, lại hốt thêm quà nữa. Úi giời ơi, ngon lành. Tha hồ kim cương nữa không? Đấy, giờ ra lại cả ca kim cương, 2k kim cương nữa các bạn. Đấy, quẩy sale mới nó phải như vậy anh em. Giờ thì up level con nào. Một thằng Kuran, Sanji, hề. Rồi, up đồ anh em. Up đồ lên nữa. Up đồ cho nó lên nữa là đi ra trận đánh luôn anh em. Ui, hàng này mình đang ở server mới luôn anh em. Server vừa mới ra ngày hôm nay luôn á. Không biết, quên, ra 3 ngày chứ này. Nói lộn này, bảo ngày hôm nay nữa các bạn này bảo làm gì có. Đúng rồi, ra 3 ngày rồi anh em, nhưng mà ngon nhờ. Để qua server mới độ nhân phẩm tí. Điều ngay 10k kim cương này thì đỉnh quá luôn các bạn. Quá đỉnh luôn á. Ngon lành luôn. Trời ơi, hốt quà hốt bạc, từ từ thế nào. À đúng rồi, con này được nâng tướng các bạn. Đây 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 đây. Lên 4 sao ngay anh em. Lamy nữa, Lamy là cũng úp được sao này. Ngon lành các bạn, 4 sao luôn được kìa. Là Evan lại có gì đây? Evan có gì? Sẽ update được chiến các bạn. Đấy. Giờ ra trận đánh này.
Ui sợ dần gì mấy loại này game T4 các kiểu luôn anh em. Ủa thiếu một cháu à? Thiếu một cháu à? Cho Roro và cho vui anh em. Trời ơi, tem xem mới anh em, đỉnh chưa? Ui tem này gọi tem đỉnh các bạn. Phê đấy nhỉ, nhìn Luffy thích ghê. Giờ thì em qua sở mới cày lại anh em. Có lẽ nào là giống bản Việt mình đang có, à có dâu đen anh em, đang có dâu đen dâu trắng cũng khoái, nó bảo có khi cày lại được đấy. Vì game này nó kiểu cày các bạn, cày một một mạch luôn à. Bây giờ anh em điêu nào điêu chết luôn, nên là chỉ có cày một thẻ lần thôi, không có hội lần hai để thay đổi đâu các bạn. Bây giờ muốn thay đổi là chỉ có qua sở mới thôi anh em. Huầy đấy, không cần phải đi đông, đi đông làm cái gì cho nó chật chỗ ra. Mình Luffy chấp tất, mình Luffy chấp tất anh em, nó đấm bay màu đội bạn ngay, gọn góc đấm phát nữa. Quấy Haki vũ trang kiểu anh em, đỉnh ghê. Vũ trang sao mới cầm Luffy đi đánh sướng nhờ, thích ghê á. Tiếc thật con nạc của mình lại không có Luffy, hay bác nào có ạc có Luffy không, đổi với mình đổi cho, đổi ạc này cho, không cần quá cao anh em, nhưng mà cũng sao cũng phải đi lên đỏ nhá. Vì ạc mình cũng nên có cả từng lên trắng thì phải, mình cũng chả để ý. Nói chung là 100k được chiến là được rồi. Full sao các kiểu anh em, full sao các kiểu. Ngon lành, Luffy ra trận đấm phê thôi rồi anh em. Trời ơi, ulti nào, dồn. Đấy, gom lại góc, đấm phát nữa. Một đấm, bay màu. Ok. Ôi tình hình thì đã tổng hợp cốt của bên đây là bên bản Anh nha các bạn nhá, hôm qua bản Việt rồi. Lâu ngày mai thì chủ nhật thì mình sẽ làm cái tổng hợp Anh và Việt luôn cho các bạn để xem còn bao nhiêu cốt dùng được, chứ không mai mấy cái này nó hết hạn nữa, nhiều anh em cuối tuần xem lại không nhập được lại kêu mình nữa thì mệt ạ. Ok, còn đâu clip này thì mình xin phép kết thúc thôi. Mọi người ở clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình rất nhiều. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.